Xin chào các bạn, Trí đã trở lại với tập số 22 của The Treeway Cũng hơn 2 tuần rồi Trí mới trở lại Thì Trí uh, rất là vui vì um, uh, cũng có dịp để ngồi lại Và uh, tiếp tục với những cái chủ đề mới um, Nói chung thì um, cái, cái uh, mọi thứ đã dần trở lại bình thường Thì Trí thấy là cuộc sống nó khá là là thú vị và hấp dẫn um, Có nhiều thứ để làm và uh, cũng rất vui về chuyện này Có điều là um, xung quanh Trí bây giờ hiện giờ xe cộ cũng khá là nhiều quá và lúc chỉ làm podcast này Trí cũng đang lo là nếu mà đang làm mà có xe nào bốc còi ở nổi thì chắc cũng hơi phiền cho nên nếu các bạn mà nghe cái tiếng gì đó mà nó tập âm nhiều quá thì uh, thông cảm cho Trí um, Ngoài ra thì Trí đến tính đưa cái series tại như các bạn cũng biết thì uh, lúc mà lockdown thì Trí mới quyết định là xây dựng cái, cái series tự sự uh, self-talk um, để chia sẻ về nhiều thứ thì bây giờ chứ nghĩ là sau cái thời gian giãn cách đã hết rồi thì ờ uh, chứ muốn đem lại cái format là ngồi chia sẻ và nói chuyện với một người khác uh, thì có thể là trong vòng uh, có thể tháng sau chứ có thể bắt đầu lại và tất nhiên chứ sẽ không muốn bỏ cái series tự sự này vì chứ nghĩ là nó cũng nhiều người rất là thích cái này thì ờ uh, chứ sẽ cố gắng xen kẽ giữa làm cái này và ờ uh, cái, cái, cái cái những cái cuộc trò chuyện khác thì nó có luôn phiền vậy thôi Thì nó sẽ đỡ hơn và có thể là đỡ nhàm chán hơn Thì nếu các bạn Các bạn có thích cái Cái, cái việc mà Trí chia sẻ với ai khác Thì có thể là Recommend Trí một vài người các bạn thích Hy vọng mà Trí mời họ được Trong danh sách của Trí thì Trí cũng có khá là nhiều người bạn Cũng có nhiều quan điểm sống rất là hay Thì có thể là Mời họ tham gia Và biết đầu thì chúng ta có những cái tập Cũng khá là thú vị Ngoài những cái tập mà Trí tự sự một mình như thế này Um, tập hôm nay thì chỉ muốn dành thời gian để nói về um, một trong những cái chủ đề um, mà chúng ta thường hay thấy uh, xung quanh chúng ta nói về việc sống nhanh và sống chậm tại Trí thấy là rất là nhiều người bạn những người xung quanh mình cũng chia sẻ về cái đề tài này nhưng mà Trí nghĩ nó nó cần được khai thác ở khía cạnh nó sâu hơn một chút sâu hơn là những cái gì mà mình thường chỉ chia sẻ là uh, mình chỉ nói là uh, sống nhanh là là chúng ta đi làm hối hả mỗi ngày và sống chậm là Uh, chúng ta ngồi lại chúng ta thiền, tức là cái sự nhanh với chậm trong những cái suy tư hàng ngày của mình đôi khi nó chỉ phản ánh qua cái việc là uh, hành động thôi. Nếu mà đi nhanh đi đi lại đi đứng nhanh này nọ hay là hối hả thì là sống nhanh còn uh, không làm gì ngồi yên đọc sách thiền thì sống chậm nhưng mà trí nghĩ có nhiều thứ nó 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 trong đây, nó, nó, tức là nó có nhiều thứ mà nó nó ảnh hưởng tới việc sống nhanh sống chậm mà mình phải nhìn ở nhiều khía cạnh luôn và đôi khi mình mình cũng sẽ thấy là uh, đôi khi nhanh là chậm và chậm là nhanh và um, chỉ hy vọng là cái những cái chủ đề những cái gì mà chị chia sẻ sắp tới thì nó cũng có uh, một vài cái khía cạnh mà các bạn có thể nhìn vào giữa việc sống nhanh và sống chậm. thì để bắt đầu thì chị nghĩ là nhắc đến uh, một cái thuật ngữ mà trong cái giới khoa học thần kinh họ hay dùng uh, uh, là cái từ neuroplasticity. Uh, thì neuroplasticity thì tiếng Việt nó dịch ra là uh, nó gọi là cái từ gì nhỉ um, để chứ xem lại khả biến thần kinh à chỉ có cái cái vấn đề việc là dùng mấy cái thuật ngữ tiếng Anh tại vì uh, các bạn cũng thông cảm một phần là vì tất cả các tư duy và những cái gì mà trí hình dung trong đầu của mình tại vì trí đọc sách với lại nghe podcast trên thế giới cũng nhiều á có những từ mà uh, trong triết học hay là trong khoa học trí um, không có giỏi để mà dịch nó sang tiếng Việt một cách mà cụ thể như có, có thể à, chứ không phải là mình không muốn dịch đâu tại, um, nhưng mà đôi khi nó cũng hơi khó thôi có một số từ uh, nó hơi chuyên ngành quá thì đôi khi các bạn mà dịch qua tiếng Việt đôi khi nó còn khó hiểu hơn nữa chứ chưa kể chi nghĩ là nếu mà mình hiểu được mấy từ tiếng Anh thì các bạn có thể làm research nhiều hơn tại vì những cái tài liệu hay những cái thông tin mà chỉ chia sẻ uh, từ trước uh, trong những tập trước hay tập này luôn thì uh, chi nghĩ là trên thế giới họ viết rất là nhiều còn Việt Nam có thể là do ít người dịch lại hay là ít người làm cái content như thế này thành ra là um, nếu mà các bạn biết những thuật ngữ mà uh, bằng tiếng nước ngoài thì có thể là mình có thể làm những cái cái research riêng của mình có thể tìm hiểu thêm về nó. Um, yeah, thì cái từ uh, uh, neuroplasticity này nó mô tả cái cái khả năng mà không phải khả năng nữa mà cái cái tính cái tính mà cái não của mình nó tự động thay đổi Uh, xây chuyển để mà nó phù hợp với lại um, cái những cái tác nhân từ môi trường những cái trải nghiệm riêng của mình thì uh, neuroplasticity là một cái field một cái một cái môn ở trong uh, uh, trong khoa học thần kinh um, thì nó cũng khá là là, là phổ biến uh, ở phương tây khi mà họ gần đây thì họ bắt đầu chia sẻ về cái này rất là nhiều thì uh, những cái gì mà chúng ta hình dung về uh, não của mình hay là về những cái những cái uh, cảm uh, cái phản ứng của cơ thể hay cái trong cái cái não của mình với cái tác nhân từ môi trường Thật sự là nó nó nằm ở trong cái khuôn khổ này chúng ta bắt đầu lớn lên và chúng ta bắt đầu uh, trải nghiệm cuộc sống này thì lúc đó thì cái não chúng ta bắt đầu có những cái kết nối neurons rất là cụ thể và những cái neurons này nó nó là những cái phản ứng với lại cái tác nhân từ môi trường um, và nó sẽ tạo lên một cái cá tính cụ thể hay là những cái phản ứng cụ thể của một con người và những cái tính cách của mình uh, có những neuron sẽ sẽ chết đi Um, tức là neuroplasticity nó 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 được uh, phát triển những cái neuron của mình được, được phát triển uh, từ khi mà mình còn khá là trẻ cho đến lúc mà mình chừng uh, 25 tuổi sẽ dừng lại và nó phát triển mạnh mẽ nhất lúc mà chúng ta uh, trong cái độ tuổi mà từ 10 tới 15 tuổi trước khi mà chúng ta dậy thì thì uh, nó mô tả được cái nó sẽ khái quát được những cái trải nghiệm chung của mình và nó sẽ dẫn đến việc là chúng ta sẽ phản ứng thế nào với môi trường um, Chí nói cái này để trí uh, set, trí uh, tạo ra một cái một cái uh, một cái nền chung để mình nói cái podcast này dựa trên nó. Bởi vì cái việc mà những gì chúng ta cảm nhận uh, phía trong chúng ta và những gì mà chúng ta thấy bên ngoài nó có mối tương quan rất là quan trọng, rất là cụ thể với nhau, thì nó cũng dẫn tới việc là sống nhanh sống chậm như thế nào đó. Tại vì tí, tí nữa thì tí sẽ chia sẻ về cái việc là uh, cái cảm giác sống nhanh sống chậm của mình nó không phải là cá nhân của mình mà nó còn tác nhân của môi trường nữa thì uh, đây là một cái, cái 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 nền chung để mà mình khai thấy trên nó um, nếu các bạn nghe qua cái uh, có một cái podcast rất là hay của uh, tiến sĩ uh, Andrew Huberman uh, ông là một uh, một nhà um, khoa học thần kinh thì uh, chỉ thấy uh, Huberman ông có rất là nhiều chia sẻ rất là hay các bạn có thể nghe thêm cái podcast của Huberman ở trên uh, Spotify thì Huberman ông có giải thích cái uh, có một cái giải thích rất rất hay về cái việc mà mình cảm giác về sống nhanh và sống chậm như thế nào. Nó là thế này, tức là trong cơ thể chúng ta nó có à, có một cái một cái đồng hồ gì đó. Có thể là sử dụng chữ đồng hồ thôi nhưng mà nó có một cái nhịp. Và khi mà, mà nó, mình 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 cảm nhận cái môi trường như thế nào mà cái nhịp trong tức là mình cảm nhận cái tốc độ của môi trường như thế nào mà cái nhịp ở trong cơ thể mình nó nó nhanh hay chậm hơn cái đó thì nó sẽ gây ra cái trạng thái là mình cảm giác là mình mình đang hối hả hay là mình đang À, đang ung dung <laughs> à, thì thí dụ như là chúng ta đang đứng xếp hàng để mua mua đồ ăn hay cái gì đó thì nếu mà chúng ta trong một cái cái mùa covid như thế này đi và um, chúng ta đeo khẩu trang trời nóng và rất là đông người và lúc nào cũng lo sợ thì cái 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 nhịp trong cơ thể mình đó, cái đồng hồ đó nó sẽ tiết rất là nhanh nó kiểu giống như là tiết 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 thì lúc đó đó mình ngồi mình đứng mình mình chờ đó, đôi khi những người phía trước của mình mà làm gì chậm hay là chờ thối tiền hay là làm cái gì đó mà nó nó lâu một chút á thì đôi khi chúng ta sẽ cảm giác là cái người mình nó nó hối hả nó kiểu như là mình không chờ được người này phải nhanh hơn một chút mình muốn đi tới mình muốn đi tới mình chen lấn với nhau à, nhưng mà nếu một ngày đẹp trời nào đó mà mình thấy cuộc sống mình rất là tốt mọi thứ rất là nhàn nhã mà không có một áp lực gì hết và mình đang đứng cũng đang đứng chờ như vậy và không có trời không nóng mà mình cũng không đeo khẩu trang và mình chỉ đang cầm điện thoại mình xem xem thôi rồi mình đợi người trước là họ làm bao lâu cũng được mình đợi chừng nào xong mà tới mình thì lúc đó đồng hồ mình nó nó sẽ chậm hơn đấy như là tích 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 thì cái việc uh, cái đồng hồ của mình nó chậm hơn và cái môi trường của mình nó nó có chậm hay chăng nữa thì nó cũng không chậm hơn cái đồng hồ đó thì có thể là mình thấy là mình mình ung um dung hơn thì cái cảm giác mà nhanh hay chậm trong cơ thể mình nó 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 có sự liên kết với cái môi trường rất là nhiều uh, đôi khi là mình không có nhận ra nhưng mà nó nó xảy ra rất là nhiều như vậy và những cái tác nhân đến việc mà mình thấy cảm giác hối hả hay là lo âu hay là lúc nào cũng phải là uh, phải nhanh hơn chút phải nhanh hơn chút rồi uh, mọi thứ đang hối hả, mới hối, hối hả rồi mình phải làm cái này làm cái kia làm cái kia thì uh, đó là những cái lúc mà cái đồng hồ của mình nó nó tích rất là nhanh và cái tác nhân trong môi cái môi trường của mình nó 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 chậm hơn cái đồng hồ của mình thì mình uh, uh, mình sẽ thấy cái 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 cảm xúc đó nó sẽ nó sẽ dâng lên thì đó là cái ý của trí về cái việc là um, cái tác nhân của môi trường nó cũng ảnh hưởng tới mình không kém, giữa việc, là, việc giữa việc là mình uh, chọn sống nhanh hay sống chậm, um, đôi khi chúng ta cứ nói là sống chậm là phải ngồi thiền này nọ nhưng mà nó còn có nhiều yếu tố khác nữa, bản thân của mình có thể là đầm xuống nhưng mà xung quanh của mình cái thế giới mình có có dòng bảo quá hay không thì cái đó là một cái vấn đề mà mình phải suy xét. Bởi chứ thấy là đôi khi um, như các bạn cũng biết là thí dụ mình lấy mình ở Việt Nam mình lấy cái bối cảnh ở Việt Nam cho nó dễ tức là các bạn có bao giờ để ý những người Sài Gòn không tức là khi các bạn nhìn qua cái dòng dòng người lũ lượt chúng ta hay nói là Sài Gòn lúc nào cũng nhộn nhịp và hối hả là vậy tại vì à, mọi người sống trong một cái môi trường một cái không gian mà tác nhân bên ngoài à, nó khá là nhộn nhịp tức là nó đòi hỏi cái tốc độ di chuyển của mỗi người phải nhanh hơn tại cái nền kinh tế nó nó là như vậy và mỗi người nhanh lên một chút thì họ thành cái thói quen của họ và cái thế giới của họ cũng sẽ nhanh hơn và nó tổng chung lại là, là nguyên cái thành phố nó nhanh như nhau và những người nào mới vừa đến thì bắt đầu cũng phải đi theo cái cái tốc độ của cái môi trường đó và họ phải tích nhanh hơn mà chúng ta có thể nhìn qua mấy người ở trên Đà Lạt như trí có người bạn ở trên Đà Lạt bạn đó là người Sài Gòn nhưng mà lên Đà Lạt để mà uh, làm công việc mới thì bạn có những cái uh, những cái nhận xét rất là cũng là rất là vui thôi là ở Đà Lạt thì họ cũng khá là từ từ mọi người cũng Um, thích cuộc sống mà nó chậm rãi hơn đôi khi uh, để xây để làm đóng một cái bàn thì uh, ở Sài Gòn tốn là một ngày đi thì trên Đà Lạt là phải 7 ngày hoặc nhiều thích, thậm chí là hơn nữa mà tại vì họ enjoy cuộc sống họ nhiều quá thì họ làm từ từ cho nó qua rồi xong sống tới ngày hôm sau làm tiếp thì những người trên Đà Lạt thì với bạn như bạn chỉ nói thì uh, uh, họ chậm rãi hơn rất là nhiều thì đó là một cái ví dụ là những người trên Đà Lạt thì bạn thấy là cái đồng hồ của họ có thể là cái môi trường cái đồng hồ của môi trường của họ nó tiết rất là chậm và lên đó thì ai cũng dần dà theo cái lối sống đó họ cũng từ 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 mà muốn nhanh cũng không được đó thì mình nói bây giờ mình sống nhanh hay, sống chậm bây giờ mình bỏ mình ở Sài Gòn hay mình bỏ mình lên Đà Lạt thì mình thấy là một nơi mình sống nhanh rất là nhanh rất là dễ nhanh Nhưng mà lên một nơi khác thì mình thấy mình rất là dễ chậm thì uh, nó có nhiều cái uh, cái tương tác đó bởi vì mấy cái nơi mà uh, yoga retreat hay là mấy cái chỗ mà uh, mấy cái mấy cái trại thiền hay là những cái uh, những cái trung tâm mà để uh, hồi phục hay là nuôi dưỡng họ đều đặt trên những cái thành phố rất là yên tĩnh có thể là bên trang mai của thái lan như chứ gần đến hay là ở trên đà lạt chẳng hạn hay là những cái vùng núi sâu xa hơn một chút à, có lý do chuyện đó tại vì các bạn cũng biết là nơi nào yên tĩnh thì cái thế giới bị yên tĩnh thì cái thế giới nội tại của mình cũng sẽ yên tĩnh rồi mình dễ sống chậm hơn chứ bây giờ mà giữa ngồi giữa cái dòng người lũ lượt âm thanh còi xe liên tục mà các bạn ngồi thiền chứ nghĩ là chắc là mình cũng phải giỏi lắm mình mới mới thấy được cái sự uh, ung dung ở đó. Tất nhiên thì dĩ nhiên có những người rất là giỏi thì không nói nhưng mà phần chung của mình thì uh, cũng sẽ thấy khó. Thì cái đó là cái, về cái phần uh, chỉ muốn có một cái sự uh, so sánh giữa môi trường với lại uh, cá nhân. Tại vì cái giữa sống chậm sống nhanh nó phải là của cá nhân mình và của môi trường luôn chứ không phải là chỉ là cá nhân không. Um, nói tới đây thì chỉ nghĩ là chỉ có thể focus vào cái, uh, cái chú ý vô cái phần uh, cá nhân của mỗi người tại vì thế chúng ta hay thường bỏ qua những cái yếu tố mà để mình sống chậm lại mà chúng ta uh, chỉ bao hàm cái việc sống chậm với những cái cử động chậm hay là uh, những cái những cái hoạt động mà nó làm mình chậm lại suy nghĩ là nó có nhiều mặt hơn cái chuyện đó nữa tất nhiên chúng ta không thể loại bỏ cái việc là thiền định đọc sách uh, chậm rãi trong cuộc sống ăn uống chậm lại những cái đó nó làm cho mình cái đồng hồ của mình nó sẽ sẽ được chậm lại thì chứ không có bàn cãi về yếu tố đó nhưng mà nó chưa đủ chỉ nghĩ là mình cần phải xem xét về những cái yếu tố uh, về diet, và những cái gì mình mình những cái những cái thói sống hàng ngày của mình nữa. Chẳng hạn như trí đã từng nhắc ở trong quá khứ về cái việc mà sử dụng những cái uh, uh, mấy cái mà psychoactive drugs làm những cái mấy chất mà uh, kích thích của mình á, như cà phê, uh, thuốc lá, rượu bia đồ mấy chất đó thì uh, nó sẽ đẩy cái tốc độ cái đồng hồ trong cơ thể mình là rất là nhanh luôn. Như trí là để trở thành một người mà có thể buổi sáng mà xử lý rất là nhiều công việc trí cần phải uống cà phê nhưng mà nó không phải là quá xấu để mà mình uống cà phê uh, và mình thấy tỉnh táo nhưng mà sau đó uh, nếu mà mình quen nó quá và mình không có kiểm soát được thì nó sẽ đẩy cái đồng hồ của mình lên rất là nhanh tại vì nó là một chất kích thích mà thì uh, nó làm cho cái uh, như chị nói thì cái, uh, cái cảm nhận của mình về cái môi trường và cái bản, bản thân của mình nó nhanh hơn một chút và mình sẽ làm được nhiều việc hơn nhưng vấn đề bù lại đó là đôi khi mình không nhớ là trong những cái khoảnh khắc nhỏ mình làm cái gì luôn mình cứ trôi theo cuộc sống của làm 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 à, và nó nó cho mình cái cảm giác là à, mình luôn trong trạng thái hối hả và mình đang à, mình đang à, đóng góp vào cuộc sống này một cách rất là rất là có hiệu quả nhưng mà đôi khi nó không tốt tức là bạn thử cái việc mà mình ngồi thiền lúc mà mình không có một cái chất kích thích trong người của mình với việc mình ngồi thiền với lại uh, hai ly cà phê lúc này thì các bạn sẽ thấy là rất là dễ để mình có thể tập trung thiền nếu mình không có cái gì trong người mình hết và đột ngột là cái nhịp tim mình sẽ giảm lại hơi thở mình sẽ nhẹ nhàng hơn và trí óc của mình không có không có chạy uh, 100 trăm cây số trên giờ mình không có nghĩ tùm lum thứ hết uh, nhưng mà nếu chúng ta có hai ly cà phê trong người đó, lúc mà ngồi thiền cái việc đầu tiên bạn thấy sẽ khó làm nhất là làm sao để mà những suy nghĩ của mình nó dừng lại và tất nhiên thì có những cái kỹ năng ở trong thiền như là uh, mình cột cái cái sự chú ý mình vào cái hơi thở của mình như là bên uh, những người làm uh, mindfulness á uh, họ 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 tập nhưng mà nó sẽ khó để mà mình cột vào hơi thở của mình nếu mà cái não mình nó cứ tiếp tục di chuyển với tốc độ rất là nhanh thì giữa cái việc dễ hơn và khó hơn dĩ nhiên là không có chất kích thích thì mình sẽ dễ hơn để mình control mình uh, kiểm soát nó thì chỉ nghĩ là cái đó là một cái ý mà bạn cũng phải nhìn nhìn vào um, cái thứ hai nữa là về diet, uh, là về ăn uống này nọ <laughs> các bạn có hình dung là khi mà mình ăn những cái uh, những cái chất mà carbs là tinh bột những cái những cái chất mà những cái uh, những cái thực phẩm mà nó nó làm nó tiêu hóa rất là nhanh á nó cũng làm bất giác ở đó mình cảm giác cái người mình nó cũng rất là nhanh nhanh đói và nó cứ tiếp tục như vậy tại vì thế này đường và tinh bột khi nó vào người mình nó chuyển hóa rất là nhanh nó biến thành uh, bệnh thành đường và nó cho mình năng lượng ngay tức khắc luôn cái người mình nó có một cái cái lượng nó đẩy một cái năng lượng lên nhưng mà cái năng lượng nó vừa đẩy lên xong nó lại tụt xuống rất là nhanh thì uh, tôi cũng nghĩ cái việc này khá là nhiều tại vì nếu mà mình muốn sống chậm mà mình ăn thậm chí là những thứ mình ăn mà nó nó là những thứ mà đốt cháy rất là nhanh và nó xuống rất là lẹ thì uh, nó làm cho mình cảm giác là đôi khi mình ăn buổi sáng xong mà tới 2 tiếng sau bắt đầu mình đói là mình 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 sụp xuống liền á và phải cần thêm một cái gì đó mình có thể li, thêm một ly cà phê hay thêm cái gì đó nữa thì nó rất là khó để mà mình mình uh, giảm tốc độ của cơ thể mình xuống tại vì những cái phần nhỏ trong nó cái phần tiêu hóa thức ăn nó đã nó đã quá nhanh rồi nó nó vừa bộc phát ra vừa lụi liền luôn thì mình phải xem thử là nó uh, mình nhận thức được nó như thế nào tại vì những cái uh, những cái thực phẩm đó thì nó nó tan nó nó carbs đường hay là những cái thứ mà nó nó fire nó gọi là nó nó release rất là nhanh đó thì uh, vô hình chung thì nó làm cho cơ thể của mình cũng sẽ dễ inflame hơn giờ uh, có giống như là mấy cái uh, mấy cái uh, triệu chứng mà sưng gọi là inflammatory uh, food thì uh, nó làm cho cái người mình nó 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 bột phát ra nhiều hơn nhưng mà nó không có nó không có kèm lại nó không có cho mình Xìu xuống, nó giống như là Son Goku mà đi dự, vận công lên Cho nó đô lên, bự lên Trong một khoảng thời gian nhất định thôi, rất là mạnh, rất là nhanh Nhưng mà uh, cái trạng thái đó nó không có giữ lâu được Bởi vậy nếu các bạn đọc uh, Chuyện Bảy Viên Ngọc Rồng Các bạn sẽ, sẽ thấy là sau này uh, Cả Son Goku và Vegeta Đều quyết định là không chọn biến hình nữa Mà giữ cái trạng thái bình thường của mình luôn Nó gọi là Ultra Instinct Sau này hay là của Vegeta Là, là Ultra Ego Lúc đó là hai người không còn biến hình nữa À, thì lúc đó là cái cái goal cuối cùng là mình vẫn giữ cơ thể của mình và nó nó hòa với lại cuộc sống này và những đồ ăn mình ăn vào đó thì nó làm cho người mình nó 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 giống như nó nó gồng nó gồng lên một chút và nó à, nó gọi là phản ứng viêm đó, mà là mọi thứ bên nó nở ra và nó nó làm rất là nhanh thì uh, rất là nhiều thực phẩm như vậy và chúng ta phải suy nghĩ lại là liệu mình có cần mình có nên ăn nhiều quá hay không um, đôi khi chúng ta ăn những thứ mà nó nó giàu cái chất uh, chống oxy hóa nó sẽ tốt hơn có thể nó giảm nó giảm cái uh, cái việc viêm uh, lại những cái phản ứng viêm lại thì nó cũng làm mình những cái những cái tế bào nhỏ của trong người mình nó cũng không có gồng lên nó không có phình lên nó giảm xuống và cái người mình nó thanh gọn lại mình cảm giác nó có một cái một cái năng lượng gì đó mà nó gọn lại và nó 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 trường tồn hơn là cái việc mà nó mọi thứ nó gồng lên nó nó đốt lên cái rồi nó giảm xuống thì uh, Chứ nghĩ diet cũng khá là quan trọng trong cái việc là mình mình thấy mình sống nhanh hay sống chậm luôn Bởi bản thân Trí nha buổi sáng mà chỉ ăn cơm á Nếu mà ăn một, một tô cơm sườn Rất là thích luôn Nhưng mà mình cảm giác mình lụi lẻ lắm Mình mới ăn xong mình vào uống ly cà phê cái là trong hai tiếng sau là mình 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 chúi nhũi luôn Và mình phải cần nạp thêm cái gì đó vào nữa Và cái chính vì cái việc mà nó nó đốt quá nhanh đó Thì mình lại cần muốn ăn tiếp Mà mình cũng muốn mọi thứ nó tiếp 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 như vậy á Nó không làm cho mình thật sự là mình thấy là mọi thứ nó, nó ung um dung nó trôi qua mà nếu như là nó phải từng chặn từng chặn phải nhanh phải nhanh phải nhanh à, thì cái đó cái thứ hai là lựa chọn ăn của bạn nó cũng khá là quan trọng uh, à, nghĩ thì thực phẩm nó cũng nhiều lắm và diet cũng rất là nhiều thì um, bạn cũng phải rõ là mình mình phù hợp với lại cái diet như thế nào để chọn nhưng mà chỉ nói cái ý tưởng chung thôi là đôi khi cái đồng hồ của mình nó nhanh hay chậm nó cũng là do những cái thứ mình sử dụng những cái chất kích thích hay là um, cái thực phẩm mình đưa vào người mình thì đó là cái phần mà chỉ nghĩ là là cái về cái đồng hồ cá nhân của mình tất nhiên thì để mà sống chậm thì nó có hai yếu tố như chú chia sẻ nãy giờ thôi là cái đồng hồ của mình và cái đồng hồ của môi trường bên ngoài thì thì ở đây là chúng ta muốn sống chậm lại thì chúng ta phải chọn một trong hai cái để chúng ta giảm đúng không một cái giảm thì cái còn lại cũng sẽ giảm Trí uh, nghĩ nha thì trí nghĩ là nó dễ hơn để mà mình uh, giảm môi trường trước rồi giảm tới mình thế này tức là trí đang lấy một cái ví dụ thôi nếu mà trí đang ở trên một con đường rất là ồn ào như bây giờ và để cho mình thấy được cái sự yên tĩnh và mình có thể tập trung vào bản thân của mình để mình tái tạo năng lượng riêng cho mình đó, mình thấy mình chậm lại và mình thấy là mình ung um dung hơn cho cuộc sống này á mà mọi thứ bên ngoài như trí nói vừa nãy là nó ồn ào nó khói bụi xe còi in ỏi dòng người có lũ lượt như vậy mình thấy nó hơi khó nhưng mà cái yếu tố môi trường là cái yếu tố mình không kiểm soát được mình chỉ kiểm soát được mình ok hôm nay mình thiền bao nhiêu phút nhưng mà bên ngoài chắc chắn mình không kêu mọi người dừng lại được trừ khi có covid thôi nhưng mà cái đó là cái ngoại lệ mình không nói tới uh, nhưng mà cái yếu tố về môi trường này, nếu mà nó được nó được sửa trước á, thí dụ như là không phải sửa mà nó nó được nó khác đi thì mình cũng sẽ dễ dàng mà mình thay đổi cơ thể mình hơn thí dụ như bây giờ trí lên đà lạt mà trí tới cái thiền viện trúc lâm hay là chỉ vô cái rực thông gì đó chỉ ngồi trong đó và không nghe những cái tiếng còi xe và mọi thứ chỉ thật sự là thiên nhiên luôn tiếng cây rào rạc hay là tiếng chim hót tiếng suối chảy lúc đó thì mình mới mình mới thật sự là chậm lại dễ dàng hơn lúc đó thì mình ngồi thì mình thấy là thật sự là nó 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 là cái sự À, yên tĩnh thực sự chứ không phải là không phải là có cái sự um, um, gọi là sao ta có một cái sự xung đột giữa yếu tố cái, uh, yếu tố cơ thể và yếu tố môi trường mà chỉ thấy cũng không thể bỏ qua được cái um, một yếu tố khác mà chỉ thấy là nó cũng nằm ở yếu tố môi trường nhưng mà nó liên quan tới công nghệ nhiều hơn là cái môi trường như là môi trường um, thế này chỉ thấy là để nói cái background trước về cái này đi, một cái một cái sự chú ý của trí tới cái cái, cái 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 môn thể thao là bóng đá. À, bóng đá ngày xưa mà trí được biết á, thậm chí là những cái giải bóng đá lớn trên thế giới như ngoại hạng Anh hay là Premier League thì cái bóng đá mà trí biết đến những năm 2000 uh, 2010 hai, hai nghìn, hai nghìn chẳng hạn. À, thì nó nó có một cái nhịp rất là vừa phải. Nhưng mà bóng đá sau những năm gần đây khi mà cái sự phát triển của khoa học thể thao nó nó trỗi dậy nó lớn lên đó thì cảm giác giống như là mọi thứ nó nhanh kinh khủng, tức là mọi thứ nó nó thùng về tấn công và liên tục liên tục cái sự áp đặt của trận đấu, cái sự di chuyển của cầu thủ, cái sự uh, uh, gọi là phát triển cái uh, cái đấu pháp và mọi thứ nó nhanh nhanh cực độ luôn. có nghĩa là đôi khi mình xem trên TV mà mình không mình không còn nhìn kịp nữa, mà không biết tại sao cầu thủ dưới họ nhìn kịp. tức là cái bóng đá hiện đại bây giờ nó nhanh nhanh kinh khủng, thì uh, Trí có nhìn vào cái đó và Trí cũng có một cái suy tư nhỏ thôi Tức là cũng là một cái trò chơi Nhưng mà sau này mọi người bắt đầu đốt Vào một cái trận đấu là coi như đốt hết mình luôn Cháy không còn gì cả Và Trí cũng nhận ra là những cái cái đỉnh cao bây giờ nó cũng nó cũng đến rất là nhanh Mà nó nó nó, nó đi cũng rất là nhanh Tại vì mỗi cái cầu thủ khi bước vào sân thì họ cháy hết hết mình luôn Tức là họ chạy theo trận bóng và họ không có một cái thời gian chết luôn cái gì cũng phải nhanh, 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 mạnh, 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 mạnh và cái sự cái chấn thương của cầu thủ nó cũng cũng có thể là nhiều hơn. Chứ không biết là tại vì mình không có những cái thước đo hiện giờ không biết là cái trong bóng đá hiện đại này những cầu thủ khi mà họ đá thêm 10 năm nữa thì họ có những vấn đề về uh, xương khớp hay cái gì không nhưng mà chỉ thấy là cái uh, cái tốc độ rất là nhanh. Nó nhanh hơn ngày xưa cách đây 10 năm rất là nhiều. Thì chỉ có nói chuyện với em trai của trí là một người một nhà khoa học thể thao uh, bạn đang làm ở cái học viện bóng đá PVF ở ở ngoài Hương Yên thì mới chỉ chia, chia, chia sẻ về cái này thì em chỉ mới nói là đó là cái cuộc chơi nó yêu cầu cái game nó đã như vậy rồi bây giờ tất cả mọi người đều theo cái game này hết và nó không có không có thay đổi được tại vì khi mà một thứ gì đó mà nó, nó phát triển thì nó đều bắt đầu favor tức là thích cái tốc độ nhiều hơn tại vì nó đem lại những thành công nhanh hơn và nó làm cho mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn uh, cuốn hút hơn thì cái đó cái game thì chỉ mình chỉ suy nghĩ về cái việc này chỉ nghĩ nếu mà cuộc sống này cũng là cái game thì cái việc mà mọi thứ nó nhanh hơn là nó cũng nó cũng là cái game à, mọi người muốn bộ tốt hơn mọi người muốn có nhiều thứ hơn trong thời gian ngắn hơn thì um, cái việc là mình phải đốt thôi mình phải chạy vào cuộc sống này với tốc độ nhanh hơn áp lực nhiều hơn và mình phải đi qua nó thì cái này trí chỉ, chỉ, chỉ tư trên cái mặt là là liệu mình có đủ khả năng cho cái game mới này hay không và liệu mình có mình có thể là sống chậm lại trong cái game này hay không à, vì nếu nó yêu cầu như vậy thì đôi khi nó cũng khó đâu mà mình thực sự là thực hiện cái việc sống chậm lại mà các bạn có thể thấy là ngoài cái những cái trò chơi như bóng đá ra đi bây giờ mạng xã hội nó một cái nơi mà chỉ thấy là tốc độ nó kinh khủng các bạn biết cái sự phát minh lớn nhất của facebook nó không phải nằm ở cái cái tường của bạn đâu mà nó nằm ở cái newsfeed newsfeed là nơi mà nó đem tất cả mọi thứ lên đó của những người khác để bạn xem liên tục liên tục và tới một ngày Facebook phát hiện ra là newsfeed đó nó sẽ dừng lại khi những người bạn của bạn không còn những chia sẻ nữa thì bắt đầu mình sẽ recommend những cái người khác những cái thông tin khác và tiếp tục cái newsfeed nó không bao giờ hết các bạn có thể lên Facebook các bạn scroll chỉ đối các bạn mà scroll lúc nào các bạn thấy là cái screen nó dừng lại bây giờ qua tiktok cũng vậy thôi tức là cái 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 cuộc chơi mới bây giờ nó là vậy nó là cái cuộc chơi của tốc độ của mọi thứ data hay là những cái dữ liệu mình đưa vào người mình càng lúc trong thời gian càng ngắn mà càng nhiều nó tới mình liên tục mà mình không nhận ra được luôn bởi vì các bạn mới cầm điện thoại lên và mình cứ scroll tiktok bây giờ mình dừng được đâu facebook cũng vậy instagram cũng thế tiếp tục tiếp tục và cuộc sống vẫn như vậy và cái game đó là như vậy cho nên uh, để sống chậm lại đôi khi chỉ lại bỏ social media luôn, chứ không muốn dùng thật ra chỉ là một người không thích dùng social media đâu nhưng mà chính vì uh, mình đang trong cái game này Mình phải chấp nhận là là mình mình cũng cần nó để mình làm khá là nhiều việc thậm chí các bạn uh, có xem video này trên YouTube thì các bạn cũng sẽ thấy là uh, nếu không có nó làm sao mà các bạn xem video này được đúng không rồi chứ cũng không thể có Instagram hay là Facebook để mà tương tác với mọi người thì phải mình phải trong cái game này nhưng mà cái việc mà mình chủ động mình uh, mình tiếp nhận thông tin từ nó ít hơn thì trí uh, nghĩ cái đó cũng khá là quan trọng um, bởi vì nó đã được thiết kế cho cái một cái một cái một cái, một cái uh, tốc độ rất là nhanh để mà mình liên tục mình mình lấy dữ liệu thành ra là để sống chậm lại một trong những cái thứ đó ngoài những cái đại hay là những cái lên tình nãy giờ chỉ nói thì uh, giảm số media lại tại đôi khi cái não mình mà tiếp nhận thông tin nhiều quá với tốc độ nhanh quá nó không có dừng lại được đâu nó cứ tiếp tục như vậy hoài mình không có tập trung vô được cái gì của mình hết á ở trong nay vi siêu uh, mấy cái bị đội uh, Uh, quân đội của Mỹ cũng vậy họ có cái câu rất là hay uh, là slow is smooth smooth is fast có nghĩa là chậm là mượt mượt là nhanh tức là trong quân đội họ practice những cái tức là trong quân đội, nhất là trong navy seal thì họ không có di chuyển nhanh đâu tại vì di chuyển nhanh thứ nhất là dễ gây dễ gây ra những cái sai lầm nhưng mà họ di chuyển rất là chậm với tốc độ rất là vừa phải nhưng mà mọi thứ nó rất là đều và chính cái vì cái sự đó thì nó mới dẫn tới việc là nhanh thì chúng mới thấy là uh, có nhiều cái trong cuộc sống mình đôi khi uh, chậm lại nhưng mà mượt tức là mình không phải mình chậm là mình sống chậm theo kiểu là không làm gì nhưng mà mình chỉ là chỉnh chu trong từng cái cái thứ mình làm đôi khi chậm như vậy đó, mà nó làm cho kết quả nó cũng nhiều hơn phải là tốt hơn chính xác hơn còn nhanh quá đôi khi dễ dễ sai lầm lắm uh, sai lầm với lại những cái mối quan hệ xung quanh mình sai lầm với lại công việc của mình đôi khi sao làm với mình nữa tại mình đâu có thời gian mình suy nghĩ về mình nhiều quá đâu mình suy nghĩ th về thế giới nó quá nhiều thì cái đó là cái mà chỉ thấy là cũng nên suy nghĩ tới chỉ thấy trong cái cái ngành công nghiệp mà chỉ đang ở à, tại chỉ làm startup à, làm khởi nghiệp thì à, trong những trong cái giới kinh doanh nó thì trong nhất là trong thế giới startup hay là những cái người mà làm uh, online business thì họ hay có cái cụm từ cái gọi là hustle culture chúng là cái cái văn hóa mà hustle hết uh, hustle là gì ta tức là cày cuốc <laughs> cái, cái, văn hóa cày cuốc là là thức đêm thức ngày để làm cho nó xong mọi thứ phải nhanh 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 phải tạo ra sản phẩm liên tục push 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 uh, cái văn hóa đó nó đã nằm trong cái tiềm thức của những người làm startup rất là rất là nhiều rồi nhưng mà một mặt trí đồng tình là đôi khi chúng ta cũng cần phải làm nhiều hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn nhưng một phần chúng ta cũng cần phải dừng lại và chúng ta uh, phỏng chiếu cuộc sống của mình một chút và phỏng chiếu những cái thứ mà mình mình uh, uh, đang làm và đã làm để mình xem thử nó như thế nào um, ông bà mình hồi xưa nói mà dũng tốc uh, dục tốc bất đạt cái đó thì chứ thấy mình nhiều khi mình nói xuông mình không để ý nhưng mà đôi khi cũng quan trọng lắm tại navy seal cũng làm như vậy họ cũng làm chậm lại dục tốt bất đạt uh, thì tôi nghĩ là giữa cái hustle câu giờ với lại uh, cái sự ung dung của mình nó cũng nên có một cái góc nhìn nó thấu đáo hơn Tất nhiên là chúng ta đâu đôi khi chúng ta cứ nghĩ là mình ngưỡng vọng những người làm rất là nhiều, rất là nhanh. <laughs> rất là nhiều, rất là nhanh và liên tục, liên tục, liên tục. Và chúng ta cũng phải làm như vậy để chúng ta cảm giác là mình đang successful hoặc là mình thành công. Nhưng mà cũng đôi khi nó không phải vậy đâu. Đôi khi uh, như Na, rapper Na mà chỉ thích, đó, bạn có nói một câu là uh, chạy cho nhanh vì trễ giờ thì cũng giống như đua. Bây giờ bạn đua hay bạn bạn trễ giờ bạn chạy cho lẹ thì hai cái hai người đó nhìn cũng như nhau thôi thì bây giờ cái việc mình sống chậm hay là thực sự là à, mình chậm lại trong cuộc sống nó cũng có nhiều cái nó khác nhau. đôi khi mình chậm không phải là vì mình chậm chậm tức là không muốn làm gì không làm gì mình chây lười đâu nhưng mà chậm là thực sự là mình đang à, mình đang nhìn cuộc sống này với lại cái đồng hồ chậm hơn một chút để mà mình có thời gian cho mình và thời gian để mà mình suy tư và mình à, tính toán những cái thứ khác. chứ nghĩ nó cũng cũng cái hay ở đó. À, cuối cùng thì cũng tùy và nó nó là một cái một cái sự cân bằng của mọi thứ thôi mà cái podcast thì chắc mấy bạn cũng biết là trí là trùm tùy luôn tại vì đôi khi bây giờ mình nói mình không có giải pháp cho tất cả mọi thứ mỗi người mình phải có giải pháp cho mình và mình phải cố gắng để mà mình uh, chọn ra được cái 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 gì đó tối ưu nhất của mình trí ở đây chỉ để là đem ra nhiều cái góc nhìn thôi để mọi người có thể suy nghĩ thêm về những cái góc nhìn đó chứ thực sự không có giải pháp chứ chí sợ nhất là nhiều khi mình chia sẻ gì đó và mọi người nói à, ông nói gì hay lắm ông có làm được không bản thân chí có rất là nhiều thứ mà mình không làm được nhưng mà nó cũng không, không có nghĩa là mình không có không thể nói ra và chí nghĩ là mọi người nên uh, Nên hiểu là mình làm phiên bản rất là tốt của mình và mình có quyền lựa chọn để làm gì là tốt nhất mình nghe từ người khác một phần thôi nhưng mà bản thân mình sẽ có lựa chọn tốt nhất cho mình tại vì uh, đôi khi chúng ta thấy là trên mạng này nọ nhiều người tỏ ra rất là thành công này nọ họ không có một cái điểm yếu không có gì hết chí nghĩ cái đó là không có đúng đâu Bạn nếu các bạn thích những người như uh, bạn thấy những người như vậy và bạn nghĩ là họ thực sự không có điểm yếu thì chỉ nghĩ là sai ai cũng có hết uh, và mình cũng mình cũng biết là mình cũng là những loại người như vậy mình có những khả năng để mà phát triển trên thế giới này mình rất có rất nhiều khả năng để chúng ta làm nhiều thứ rất là tốt và không, chúng ta có những cái điểm xấu thì ai cũng sẽ như vậy thôi uh, chứ là lan man nhưng mà về cơ bản chỉ luôn giữ quan điểm là uh, uh, nếu mà cái chìa khóa của tôi có thể mở cái ổ khóa của bạn được thì nó không có nghĩa là ổ khóa của bạn giống ổ khóa của tôi hiểu không tức là thế nào tức là thế này tức là đôi khi những gì mà trí nói hay những người mà nói về những thứ trong cuộc sống chúng ta hình dung là họ biết rất là nhiều họ làm cái này làm cái kia nhưng mà đôi khi trí không không nghĩ là vậy đôi khi có những thứ mà trí nói mà trí không không làm được chẳng hạn như việc mà bỏ cà phê đi trí không bỏ được nhưng mà trí luôn nói chuyện đó nhưng mà các bạn có thể nói là ok ông có nói gì hay sợ ông không làm À, chứ nghĩ không không phải như vậy tức là mình nói ra những cái đó để mọi người cùng suy nghĩ là có hợp với mình hay không thôi tất nhiên mọi người mà, mà lựa chọn một con đường như cuộc sống thì à, chúng ta phải có quyền à, và chúng ta có nghĩa vụ để lo cho bản thân mình chứ không phải lo cho bản thân người khác à, thì cái 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 ổ khóa nãy chỉ nói là đôi khi có một người thí dụ những nhà triết gia chẳng hạn đi họ có thể là họ có những cái ý tưởng rất là hay nhưng mà đôi khi họ có cuộc sống không có tốt nhiều người nhìn vào họ nhìn Nietzsche chẳng hạn đi ông cũng cũng chết ở trong những cái sự khổ hạnh người ta bảo là ông nói thì hay lắm mọi thứ về Uber à, nói về sự phát triển cái drive rồi mọi thứ nhưng mà cuối cùng cuộc sống của ông rất là tồi tệ à, và giai đoạn cuối mà trí vẫn nghĩ như thế này tức là ông giữ cái chìa khóa cho mọi người cho mọi người có thể tư duy và phát triển như cuộc sống nhưng mà ông không có nghĩa cái chìa khóa đó, nó nó lại giải giải quyết được cái cái ổ khóa của ông tại ổ khóa của ông sẽ khác cuộc sống của bạn rất là nhiều cái ổ khóa của bạn với ổ khóa người khác nó không có giống nhau À, cho nên bạn bản thân bạn cũng sẽ có những cái chìa khóa cho ổ khóa ổ khóa của người khác nhưng mà đôi khi bạn lại không có cái chìa khóa cho ổ khóa nào đó của mình mỗi người mình chắc là có nhiều ổ khóa lắm nhưng mà và nhiều ổ khóa và nhiều chìa khóa thì uh, không chỉ hình dung như vậy thôi anyway um, đây là kết thúc của podcast của trí thì uh, hy vọng là cái này nó đủ hay và uh, nó có nhiều cái góc nhìn khác cho các bạn chỉ um, hy vọng là sắp tới thì sẽ có thêm nhiều chủ đề hay nữa mà như trí nói ban đầu là mình sẽ cố gắng để làm những podcast mà có thêm một người nữa để làm những cái cuộc hội thoại um, và nhân vật những nhân vật mà trí muốn đưa đến thì trí hy vọng là họ có nhiều cái những cái uh, khía cạnh thú vị để mình có thể là đào sâu hơn um, tới đây là cũng đã hết rồi và trí hy vọng là các bạn có những cái giây phút vui vẻ vừa vừa qua và nếu mà cần hỏi gì thì các bạn cứ nhắn trí nha trí mọi người hãy nói chiếc xin trả lời mà chiếc xin thiệt tại bây giờ mình còn có khả năng trả lời cho nên chiếc sẽ cố gắng để mà trả lời mọi người à, mình cũng sẽ cố gắng liên tục chứ nghĩ không có không có bỏ mà cố gắng nhiều nhất có thể thôi à, ok cảm ơn các bạn và hẹn các bạn ở tập tiếp theo xin chào tạm biệt